Cháu chào bác Võ Châu Thảo ạ. Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn cho bác sử dụng cái cách sử dụng cái máy sới đấy ạ, máy sới đa chức năng đấy ạ. Rồi, đầu tiên đây, qua sang đây chỉ cho bác nào. Khi mà giật nổ nhé, khi mà giật nổ ấy, đây quay đây, khi mà giật nổ ấy, thì đây đầu tiên là cái này, tất cả đây là số sới này, số để gài côn, tức là côn để gài sới đấy ạ. Đấy bác phải về mo cho cháu nhé, về mo này, đó. Sới này thì bác cũng đừng có gài nhé. Đó, gài sới này, đây gài sới này. Đó, đây là gài sới ạ. Bác về mo cho cháu, tức là không được gài sới nhá. Đấy. Đầu tiên giật nổ bác phải về mo hết tất cả. Đó, số cũng về số giữa luôn. Số cũng về số giữa luôn đây ạ. Số về chia N là số mo nhá. Đó, tất cả về số giữa luôn. Đấy, tất cả số giữa về số giữa luôn nhá. Đó. Số giữa hai hàng dọc này là giữa là mo. Khi trước khi giật nổ là bác phải về tất cả mo, cô từ dàn sới cho đến dàn sới cho đến côn này, dàn sới cho đến côn. Đấy, rồi cho đến số. Rồi đầu tiên cái này thì nó cũng dễ thôi. Đầu tiên giật nổ đấy bác để ý nha, ở đây nó có một cái cần gạt e này. Cần gạt e đây nhá. Khi bác giật nổ thì bác nhớ bật e lên cho cháu cái. Đó, bật e lên nhá. Đấy. Rồi ở trên này. Đây ở trên này nó có một cái tay ga đây, tay ga. Khi mà bác đóng nghe xong rồi ấy, bác phải kéo ga lên một xíu nhá, cứ kéo mạnh ga lên. Đó, giờ là mình giật nổ thôi. Đây giật nổ đây. Giật nổ thì cũng có tay giật ở đây thôi. Nên giật nổ đây. Cứ vậy là giật thôi ạ. Cứ vậy là giật thôi. Cứ vậy là giật thôi. Đây. Đấy, khi mà bác nghe được tiếng nổ này, đúng không ạ? Bác nghe được tiếng nổ máy xong nó tắt đi ấy, bác lại phải mở bác mở e ra nhé, bác mở e ra cho cháu. Đó, mở e ra nó vẫn giữ ga nhé, vẫn giữ ga. Đó, rồi lại bác giật một cái nữa là nó nổ này. Đó, nó rất là đơn giản thôi ạ, nó chỉ cần hai thao tác là mình nổ được máy thôi. Đó, đây còn ga đây, bác muốn ga lớn hay ga nhỏ là bác chỉ cần kéo ga thôi. Khi mà bác muốn chạy đúng không, đây nó có 1, 2, 3 số này, đây số của nó đây là cũng có 1, 2, 3 này, số reo, số lùi là số lùi đấy, số r là lùi là một số này. Đấy, khi mà bác muốn vào số này, nếu bác muốn vào số 1 này, bác gạt con này cho cháu, bác gạt con này nhá, bác muốn bác nhìn cái này đó, nhìn cái hướng dẫn này ạ. Đấy, cứ gạt con bên nào là bác vào số cái đó. Đấy, còn muốn vào số 3, số 2, số 3 này, bác gạt xuống, bác đẩy cái này xuống nhá. Đấy là tầng 2 với tầng 3 này, 2 này. Đó, 3 này. Đó, nhớ nhá, cho cháu nhá, đây là mo này. Đấy, 1 này. Số re này. 2 này. 3 này. Đó, rất đơn giản thôi đấy. Gạt xuống là vào số 2, chắc là số 3. Đó, rất đơn giản thôi nhá, bây giờ cháu bảo số 1 nó đi cho bác này. Số 1 này, số 1 ở đây, số 1 đây ạ. 1 đây ạ. Đó, số 1 xong, gài số xong là bác chỉ cần gạt côn là nó đi thôi. Bác chỉ cần đẩy cái này về trước này, đó, gạt cái này về trước là nó chạy thôi ạ. Đấy, gạt cái này về trước là chạy thôi. Đó, muốn dừng lại là mình chỉ cần kéo này về phát là nó dừng lại thôi, rất đơn giản. Đây, đó, đây quay số 2 thôi, số 2. Đó này, về mo xong rồi bắt nước vào số cho bác nhá, không là nó sẽ kêu nhau. Đó, số 2 này đi nhanh hơn nữa. Đó, đấy, vào số 2 tức là bác tiếp tục gạt cái này. Đó, đi nhanh hơn à? Đó, đi nhanh hơn. Đó. Đó. Đây là số phay nhá. Đấy, khi mà bác muốn gài chạy cái liềm sới ấy, bác phải gài số phay cho cháu. Đây, số phay này. Đó, gạt đây, coi khớp lại, bác phải đẩy cái khớp nhá. Nó gạt rồi, gạt tới phải là nó thử vào. Đó, nó thử vào như thế này. Đó này. Đó, nó sẽ mở ra. Nó gạt bác lại, nó thử vào rồi đó. Số phay. Bác tiếp tục là gạt cái này. Đây, coi xuống đây, gạt cái này bác này. Tiếp tục gạt côn, đây gạt côn đấy, tiếp tục gạt cái côn. Cao gì nữa? Không nhớ được.
nhấc cái bít lên bác gài côn này, gài số sới rồi, xong rồi bác gài côn phát này, rồi cũng gài phát đó. Đó là nó sẽ chạy như này đấy các bác nhá, rất đơn giản thôi ạ, cực kỳ đơn giản luôn đấy. Đấy là quay đây coi nha, đấy bác muốn dừng sới, dừng sới hay là dừng số là bác cứ gài cái này phát là cái này nó đứng lại, máy đứng lại không chạy nữa đấy, có vậy thôi. Còn thì khi mà nó có hai cái phanh đây, hai cái phanh này, phanh nhiều hướng, gọi là phanh nhiều hướng nhá, đi lửa xe không nông xe càng nhiều hơn. Đây, mình vào số này đi này, đấy, mình bóp bên nào bắt đầu qua bên đó, bóp bên nào là nó qua bên đó, đấy, bóp bên nào là nó qua bên đó, nó hỗ trợ đánh lái cho mình nhỉ, đó, rồi, ok đấy, gạt thì phát được gạt, về mo phát là nó dừng lại luôn, số lùi đây. Bóp về bên nào là nó về bên đó. Rất đơn giản ạ. Ok. Khi mà bác muốn lên luống hoặc là tạt đất lên luống ấy, thì bác phải quay cái này. Quay 360 độ đấy ạ. Quay nhầm bên, bên này sang, quay bên này chứ. Đúng rồi. Quay, cứ quay đi. Quay là 360 độ rồi. Đây là đang tư thế gọi là mình tạt đất lên luống làm cỏ trong các vườn trái cây hoặc là vườn cà phê đấy ạ. Đấy, quay ngược lại nó sẽ bắn đất hết ra bên cạnh. Khi mà đi tạt đất quay đầu như thế này thì bác phải vào số xe nhé, tức là vào số R đấy, số lùi đấy ạ. Đó là mình gạt côn là mình chạy thôi, gạt côn là chạy thôi. Đó. Vừa gài sới, vừa đi máy luôn ạ, vừa đang hoạt động ạ. Đấy, đang tản đất đi luống các bạn, cao hay thấp thì tùy mình chỉnh ở cái này, cái cây này ạ. Đấy, cao thấp để mình tùy mình chỉnh cái bánh này nhá, các nhá. Đó, tất cả mọi thứ rất đơn giản thôi. Công tác tắt máy đây. Ở đây nó có một cái công tác tắt máy bác nhá. Đó. Bác nhấn vào nó là chết máy, là tắt máy luôn. Ok. Rồi, ở bên này nó có một cái khóa xăng nữa. Này, đây quay sang bên này cho bác. Cái ở đây có một cái khóa xăng như cái khóa xăng xe máy của mình ấy. Thì khi mà cái trường hợp khóa xăng này ấy, một là bác để qua đêm, hai nữa là bác để lâu không xài ấy, thì bác cứ khóa xăng lại cho cháu ngay nhá. Đấy, cứ khóa xăng ngang lại cho cháu ngay. Đấy, khóa ngang lại thì cái thứ nhất là trường hợp là sử dụng xăng của mình nó có cấn hay là cát gì đó, hay là bụi bẩn gì đó thì nó sẽ tránh ngộp xăng hoặc là tránh trào xăng. Đó, khi nào giật nổ rồi để buổi sáng ra hoặc là để lâu á, bác giật nổ rồi xong rồi bác thì mở ra nhá. Đấy, chỉ cần gạt ra xuống cái là được thôi. Rất đơn giản đấy ạ. Rồi,
Còn về nhớt thì chúng cháu đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Nhớt hộp hộp sên này, đây là nhớt hộp sên đây nhá. Hộp sên hộp hộp số hộp sên này. Còn đây là nhớt nhớt sườn sườn sới đấy. Hộp hộp sườn sới đây. Cũng chúng cháu cũng đã kiểm tra rồi ạ. Tức là mọi thứ còn rất là ok, còn đầy đủ lắm bác nhá. Nhớt còn nguyên bản của nó. Bác về bác không, tức là bây giờ máy này về bác chỉ việc dùng thôi. Đó. Rất là đơn giản thôi. Sao cơ? Thay nhớt máy xăng, chỉ chỗ thay nhớt máy xăng. Đấy là thay nhớt máy xăng đây. Còn đây là nhớt của cái máy động cơ nổ đây ạ. Đây nó có một cái nút đây ạ. Đây, nó có một cái ốc xả đây chú nhá. Bác nhá. Ốc xả đây ạ, ốc xả nhớt. Ốc này là ốc xả nhớt để thay nhớt máy máy động cơ xăng đây ạ. Đó. Còn đây là cái nút của nó để thay vặn nhớt ra. Để đổ nhớt vào đây, còn cái nút ốc này là vặn ra để mà thay nhớt máy ạ. Đó, rồi rất đơn giản thôi. Còn thì đây là cái hộp dây gura dây côn của nó. Đó. Có vậy thôi ạ. Rồi ok.